kỳ quái dịch vụ chia tay hộ. Anh Peter Tricker đến từ nước Áo đã mở ra dịch vụ chia tay hộ với những gói dịch vụ có các mức giá khác nhau. Việc chia tay có thể rất kinh khủng đối với một số người, cho dù đó là người chủ động hay bị động trong chuyện chia tay. Nắm bắt được tâm lý này, anh Peter Tricker đã đưa ra một dịch vụ mới với mức phí có thể lên tới tương đương hơn 50 triệu đồng. Anh Peter Tricker và các cộng sự sẽ thay khách hàng xuất hiện trước cửa nhà đối phương và nói hộ lời chia tay. Trước đó, anh Peter Tricker đã thành lập một công ty chuyên về mai mối trong nhiều năm. Mới đây, anh Peter Tricker đã được mời xuất hiện trong chương trình truyền hình Lusurman Anh để giới thiệu về dịch vụ mới của mình. Bên cạnh việc truyền tin, sứ giả do anh Peter Tricker cử tới sẽ mang theo một hộp quà tùy vào mức giá dịch vụ mà bên đặt dịch vụ chi trả. Hộp quà thường có những món như đồ uống, bánh kẹo, sô-cô-la, khăn giấy. Các MC của chương trình đã cùng tranh luận xung quanh dịch vụ lạ kỳ này. Có người ủng hộ, cho rằng đây là một dịch vụ văn minh và dễ chịu, giúp những người trong cuộc bớt khó xử trong giai đoạn cuối của một mối quan hệ. Nhưng cũng có người cho rằng dịch vụ này thật khủng khiếp, bởi một chuyện riêng tư và nhạy cảm như vậy, lại để một người hoàn toàn xa lạ xen vào, thà chia tay qua email, thư từ hay tin nhắn còn đỡ khó xử hơn. Anh Peter Tricker tiết lộ rằng dịch vụ của mình không có giới hạn kịch trần về giá, tùy thuộc vào mức độ, chịu chơi của người đặt dịch vụ. Khi một người quyết định chia tay, họ có thể trở nên sáng tạo vô cùng, đặc biệt khi họ cảm thấy tức giận. Tôi đã từng có một khách hàng biến cuộc chia tay của anh ta trở thành một phi vụ bí ẩn kéo dài 3 tuần, với cả mớ những hoạt động được tiến hành trước khi đi tới một kết thúc sau cùng. Khi tiến hành dịch vụ chia tay hộ, anh Peter Tricker cũng đồng thời tận dụng cơ hội để quảng cáo cho dịch vụ hẹn hò mà mình đang tiến hành trong gói quà được mang tới cho người bị chia tay. Tôi thường gửi kèm cả một voucher giảm giá khi sử dụng dịch vụ hẹn hò do bên tôi cung cấp. Anh Peter Tricker chia sẻ rằng khi tiến hành dịch vụ chia tay hộ, anh và các nhân viên luôn tiến hành rất nhanh gọn. Họ xuất hiện trước cửa nhà người cần nhận thông điệp, bấm chuông, nói lời chào hỏi và truyền ngay thông điệp rồi rời đi. Phản ứng của người tiếp nhận thường là cười rồi im lặng. Cũng có người lo ngại rằng họ đang bị ghi hình lén, nhưng sau cùng khi đã nhận được thông điệp và đảm bảo rằng chuyện này là hoàn toàn riêng tư, không có chiêu trò chơi khăm hay cú lừa nào, họ tiếp nhận thông điệp kèm gói quà dành cho mình. Thời điểm bận rộn nhất trong năm của chúng tôi chính là dịp Giáng sinh. Sau khi dịp lễ đã diễn ra, rất nhiều người cho rằng đó là thời điểm phù hợp để nói lời chia tay. Đó là khi đối phương đã tận hưởng một dịp nghỉ lễ, và cũng là khi cả hai đều mong muốn những điều mới mẻ sẽ tới với mình trong năm mới. Ngoài ra, cũng chính vì những áp lực của dịp nghỉ lễ, khi hai người ở bên nhau quá nhiều, dễ gây tranh cãi, cộng thêm những kỳ vọng cao không được đáp ứng sau kỳ nghỉ lễ quan trọng, các cặp đôi thường cảm thấy căng thẳng. Đỉnh điểm tôi đã từng có 7 cuộc chia tay hộ, chỉ trong vòng 3 ngày sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh, anh Peter Tricker chia sẻ. Bích Ngọc, theo Daily Mail, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.